Yamaha Swift làm nồi Thái Lan phải tìm sửa xe khách. Đang lắp ráp nha anh em. Thời gian lắp ráp khoảng tiếng là xong. Anh em nào chạy xe thấy yếu, nồi tuột hao xăng thì qua tìm sửa khách làm lại ha. Em tới địa chỉ 462-15-32, phường 2, quận 10. Có ráp và bán đồ cho anh em luôn ha. Anh em ở xa thì liên hệ số điện thoại Khánh ha, 0389910535. Đây nha em, tháo rồi ra, lắp ráp rồi. Anh em ở xa ở qua tiệm Khánh làm thì sau một tuần sau qua chỉnh nồi lại ha. Ngày đây ngày 2/5 nha anh em. Rồi, thời gian làm khoảng nửa tiếng tới 1 tiếng là xong. Nồi Thái Lan thì về bao bền nha nè. Bền gấp 3 lần nồi thường. Rồi, chào tất cả anh em ha.